Chào mọi người đã đến với series Kubernetes từ cơ bản đến thực tế. Trong bài giảng trước, chúng ta đã đi triển khai dự án với deployment và các chiến lược. Thì chính xác như mình nói theo mô hình triển khai dự án. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần nghiên cứu đến service. Thì cũng tương tự, bạn chỉ cần search service Kubernetes. Rồi, bạn có thể nhìn thấy khái niệm. Thì service trong Kubernetes là một đối tượng dùng để định nghĩa cách tiếp cận đến các pod, thường là một nhóm pod, hay chính xác là việc triển khai các pod qua deployment trong cụm Kubernetes. Thì mục đích của service rất là rõ ràng rồi. Như mình có lấy ví dụ tiệm bánh thì service như một người tư vấn khi mà chúng ta đi vào tiệm, bởi vì rõ ràng là chúng ta đâu thể biết được quầy bánh ngọt hay là quầy bánh mì ở vị trí nào trong tiệm. Và chính xác lúc này, service đóng vai trò điều phối traffic vào đúng các pod. Rồi, chỉ có như vậy, bạn không cần suy nghĩ thêm ở trong bài giảng này. Tiếp theo thì khi mà bạn kéo xuống một chút, sẽ thấy một phần là service type. Và bạn cũng có thể thấy trong cụm Kubernetes chúng ta sẽ có 4 loại service. Rồi, chúng ta sẽ vào từng loại. Service đầu tiên là cluster IP. Thì chính xác ở đây, với service cluster IP sẽ tạo ra một địa chỉ IP mà chỉ có thể truy cập được ở trong cụm. Có nghĩa là những tài nguyên ở bên trong cụm có thể giao tiếp được với nhau, nhưng mà bên ngoài thì không. Mà như mình lấy ví dụ ở bài trước, ví dụ ở trong tiệm thì người ta có thể đặt những cái biệt danh hoặc là những cái số cho các vị trí để mà dễ dàng quản lý. Và chắc chắn rồi, khi mà chúng ta là khách hàng, chúng ta đi vào thì nhìn các con số như vậy sẽ không thể hiểu được. Cũng tương ứng như là cái việc cluster IP tạo ra những cái IP riêng thì traffic từ bên ngoài đi vào sẽ không thể đọc được cái địa chỉ IP đó, mà sẽ cần phải expose ra bên ngoài bằng việc sử dụng ingress hoặc là gateway. Rồi, nghe đến đây là bạn thấy bắt đầu rõ ràng hơn. Có nghĩa là service này sẽ cần phải đi qua ingress, tương ứng như là sẽ đi vào tiệm bánh thì phải đi qua một cổng có bảo vệ. Rồi, chúng ta sẽ đến với service tiếp theo, chính là node port. Thì cái service này nó sẽ tiến hành mở một port trực tiếp từ ứng dụng ra bên ngoài, tức là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào port mà không cần phải đi qua bất cứ một cửa nào nữa. Nó giống như cái việc mà chúng ta mở một cái đường đi từ quầy bán bánh ngọt ra bên ngoài tiệm mà không đi qua cửa chính. Và mọi người có thể đi qua cái cửa phụ đó để trực tiếp đến quầy mua bánh ngọt. Thì cái cách này bạn có thể thấy là nó đã không đi đúng với cái workflow triển khai dự án rồi. Bởi vì bất cứ một traffic nào có thể đi trực tiếp vào trong pod mà không đi qua một bước bảo vệ thì sẽ rất là khó kiểm soát. Rồi, service tiếp theo là load balancer. Thì bạn có thể thấy rất là rõ ràng, cái service này sẽ dành cho cloud provider, tức là những cái nền tảng cung cấp cloud như AWS, Azure hoặc là Google Cloud. Và cũng tương ứng như vậy, load balancer sẽ điều phối lưu lượng đến các service tương ứng. À, vậy chính xác loại service này cũng đi qua một cổng nữa thì mới đi được trực tiếp vào trong cụm Kubernetes. Và cuối cùng là external name. Thì loại service này nó sẽ liên kết với một tên miền ở bên ngoài. Có nghĩa là ví dụ bạn đến mua bánh ngọt, nhưng mà tiệm đó họ bảo là cơ sở của chúng tôi đã hết bánh ngọt rồi, bạn cần qua cơ sở 2 tại ABC gì đó, một địa chỉ chính xác như là địa chỉ domain. Vậy chính xác bây giờ traffic sẽ không tương tác trực tiếp với cụm Kubernetes mà đang được điều phối ra một nơi khác cụ thể hơn. Ở đây chính là domain. Thì mình hoàn toàn có thể làm một slide rất đầy đủ và cụ thể, nhưng mà cái việc mình cùng mọi người tìm hiểu rồi giải thích từng chút một và đi đến kết quả như này sẽ giúp bạn có những phương hướng và chủ động hơn rất là nhiều. Rồi, như mình đã giải thích thì cluster IP và load balancer chính là hai loại để có thể triển khai dự án chuyên nghiệp và thực tế. Với cluster IP sẽ thường áp dụng ở trên môi trường on-premise, và load balancer sẽ được áp dụng ở trên môi trường cloud. Vì rõ ràng cũng từ thực tế thôi, khi mà chúng ta cần đi qua một bước có thể kiểm soát traffic, tức là chúng ta có thể kiểm soát được ai đi vào đi ra, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Cũng tương ứng như vậy, khi mà chúng ta sử dụng ingress, tức là sẽ cần phải đi qua một cổng nữa, thì cái việc kiểm soát traffic đi vào sẽ rất là dễ dàng. Ở các bài giảng sau, mình sẽ đi sử dụng từng loại service để bạn thấy rõ ràng hơn. Bài giảng này mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi series.